Ngày 30 tháng 5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai và Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh đã tổ chức thi hành quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với các bị can Trần Minh Lượng, sinh năm 1970, giám đốc và Lê Đình Vượng, sinh năm 1982, phó giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 8105D về hành vi nhận hối lộ để nghiệm thu chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới. Sáng ngày 31 tháng 5 tại trường Trung học Cơ sở Nguyễn Trãi, xã Gia Tom, huyện Đức Cơ, tỉnh gia lai, tỉnh đoàn tổ chức lễ ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè và hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2023. Gặp mặt tháo gỡ khó khăn cho các hợp tác xã thành viên, tuyên dương 50 gương thanh niên tiêu biểu của phong trào tuổi trẻ sáng tạo, phấn đấu xuất bản 30% tác phẩm văn học dân gian. Xin kính chào quý vị. Quý vị đang xem bản tin 24 giờ, thứ tư ngày 31 tháng 5 năm 2023, được phát sóng vào lúc 19 giờ 30 phút trên báo Gia Lai điện tử và sau đây là nội dung chi tiết. Kính thưa quý vị, ngày 30 tháng 5, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Gia Lai và viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã tổ chức thi hành quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với các bị can Trần Minh Lượng sinh năm 1970, giám đốc và Lê Đình Vượng sinh năm 1982, phó giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 81 05D về hành vi nhận hối lộ để nghiệm thu chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới. Theo đó, ngày 22 tháng 5 năm 2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai Phòng Cảnh sát Kinh tế đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội nhận hối lộ xảy ra tại trung tâm 81. 05D thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn đăng kiểm Cao Nguyên, địa chỉ lô số C50, Cùng công nghiệp Diên Phú, thôn 3 xã Diên Phú, thành phố Pleiku, đồng thời ra quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc, lệnh bắt bị can để tạm giam. Đến ngày 30 tháng 5 năm 2023, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Gia Lai và viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã tổ chức thi hành các quyết định này. Qua tìm hiểu trước đây, toàn tỉnh chỉ có một trung tâm đăng kiểm thuộc Sở Giao thông Vận tải quản lý. Đến năm 2007, trung tâm này được cổ phần hóa, Bộ Giao thông Vận tải cấp phép cho công ty cổ phần Vận tải và Xây dựng Gia Lai quản lý khai thác. Đầu năm 2020, Cục Đăng kiểm Việt Nam cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động, kiểm định xe cơ giới số 8105D DKVN1 cho công ty trách nhiệm hữu hạn đăng kiểm cao nguyên mã số 8105D. Trung tâm đăng kiểm này có hai thành viên góp vốn gồm ông Trần Minh Lượng góp 3,57 tỷ đồng tương đương 51% và ông NTB góp vốn 3,43 tỷ đồng tương đương 49%. Sau khi được cấp giấy chứng nhận, trung tâm đã chính thức đi vào hoạt động từ ngày 6 tháng 8 năm 2020 với hai dây chuyền kiểm định loại 2. Kiểm định được xe cơ giới có khối lượng phân bố lên mỗi trục đơn đến 13 tấn. Khi đi vào hoạt động, trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 8105D đã lợi dụng việc thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật. Theo kết quả điều tra của Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh, từ năm 2021 đến 2022, trong quá trình kiểm định xe cơ giới, các bị can của Trần Minh Lượng và Lê Đình Vượng đã nhận tiền của nhiều cá nhân nhằm hợp thức hóa hồ sơ, nghiệm thu chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới trái quy định của pháp luật. Theo nguồn tin của báo Gia Lai thì bước đầu xác định hai đối tượng đã nhận hối lộ của các cá nhân, tổ chức hơn 500 triệu đồng để hợp thức hóa hồ sơ đăng kiểm cho các phương tiện cơ giới đường bộ. Sáng ngày 31 tháng 5, tại trường Trung học cơ sở Nguyễn Trãi, xã Gia Tom, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai, tỉnh đoàn tổ chức lễ ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè và hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2023. Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm nay diễn ra từ ngày 31 tháng 5 đến ngày 31 tháng 8 năm 2023. Theo đó, tuổi trẻ Gia Lai quyết tâm thực hiện 11 chỉ tiêu gồm vận động ít nhất 60.000 lượt đoàn viên thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện do tổ chức đoàn hội triển khai, thành lập mới ít nhất hai tuyến đường thanh niên từ quảng tại khu vực đô thị, xây dựng mới ít nhất 5 nhà nhân ái nhà tình nghĩa khăn quảng đỏ, trồng mới ít nhất 170 ngàn cây xanh, sửa chữa ít nhất 20 km, làm mới ít nhất 5 km đường giao thông nông thôn. Ngay sau lễ ra quân, các đội hình thanh niên tình nguyện đã đồng loạt thực hiện các hoạt động tập huấn phòng chống tai nạn thương tích và đuối nước cho trẻ em tại trường trung học cơ sở Nguyễn Trãi, tuyên truyền tuổi trẻ Gia Lai vì biên cương tổ quốc tại xã Gia Bình Nôn, trồng 500 cây xanh tại xã Gia Tom, khởi công xây dựng nhà khăn quang đỏ cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại xã Gia Tom. Liên minh Hợp tác xã tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị gặp mặt các hợp tác xã thành viên năm 2023. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Quế dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Cùng dự có lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh và 70 hợp tác xã thành viên. Một số khó khăn vướng mắt được đại diện các hợp tác xã thành viên nêu lên tại hội nghị, tập trung vào các nội dung chưa tiếp cận được các nguồn vốn vay ưu đãi, thiếu nguồn vốn đầu tư cho sản xuất nhưng không có tài sản thế chấp để vay vốn. Vướng mắc trong vấn đề thuê đất, xây dựng mã vùng trồng, phát triển thương hiệu mở rộng thị trường, một số kiến nghị được lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành giải đáp ngay tại buổi gặp mặt, một số kiến nghị sẽ được ghi nhận và phản hồi trong thời gian sớm nhất. Điều ngày 30 tháng 5 tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cao su Chư Bả tỉnh Gia Lai, tỉnh Đoàn Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh tổ chức liên hoan tuổi trẻ sáng tạo diễn đàn phát huy tài năng trẻ và hoạt động đồng hành cùng thanh niên công nhân năm 2023. dịp này, Ban chấp hành tỉnh Đoàn đã tặng bằng khen cho 50 gương thanh niên tiêu biểu trong phong trào tuổi trẻ sáng tạo năm 2022 thuộc đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. Đoàn thanh niên công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cao su Chư Bả, Mang Giang, Chư Xê, Chư Rông. Tỉnh đoàn và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh tặng 10 suất quà, 500.000 đồng trên một suất cho 10 thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Liên hoàn được tổ chức nhằm hưởng ứng tháng công nhân năm 2023, góp phần động viên, khích lệ các cá nhân có ý tưởng, sáng kiến, sản phẩm sáng tạo trên các lĩnh vực, tạo cơ hội để đoàn viên thanh niên được giao lưu học hỏi kinh nghiệm, phát huy tính sáng tạo trong học tập lao động công tác. Phấn đấu xuất bản 30% tác phẩm văn học dân gian đó là một trong những mục tiêu đặt ra tại kế hoạch số 1251 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về bảo tồn và phát huy giá trị văn học dân gian của các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Gia Lai đến năm 2030. Kế hoạch số 1251 đề ra mục tiêu giai đoạn 1 gồm phấn đấu sưu tầm biên dịch số hóa xuất bản 15% tác phẩm văn học dân gian của các dân tộc thiểu số để phát huy, truyền dạy in tái bản 50.000 cuốn trên một truyền tranh để chuyển giao cho thư viện các cấp, hệ thống trường học và các thiết chế văn hóa cơ sở. Ngoài ra phân đấu tổ chức phục dựng quay phim từ 1 đến 2 thể loại văn học dân gian của các dân tộc thiểu số có nguy cơ mai một, hình thành 2 đến 3 câu lạc bộ đội văn nghệ dân gian ở mỗi đơn vị cấp huyện để thực hành biểu diễn và trao truyền văn học dân gian. Đây chúng tôi xin được kết thúc bản tin 24 giờ hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào bản tin ngày mai.